Nam thanh niên 25 tuổi yếu sinh lý vì ngày nào cũng sử dụng một loại đồ uống. Duy trì thói quen uống loại đồ uống này trong bữa cơm suốt một thời gian dài, chàng trai 25 tuổi gặp hàng loạt vấn đề sức khỏe, trong đó có yếu sinh lý. Yếu sinh lý vì một thói quen xấu. NHV, 25 tuổi, tại Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có bạn gái. Tuy nhiên, anh lại gặp hiện tượng trên bảo dưới không nghe. Lo ngại bạn gái chia tay, V đã quyết định đi khám nam khoa. V được bác sĩ khuyên đi khám tổng quát. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số đường huyết lên tới hơn 15 mmol trên L, cao gấp 3 đến 4 lần người bình thường. Không chỉ mắc đái tháo đường, nam thanh niên còn bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và nhiễm mỡ dẫn tới rối loạn cương. V cho biết hàng ngày anh có thói quen uống nước ngọt trong bữa cơm, trưa, tối, nếu thiếu sẽ không ngon miệng. Mối quan hệ giữa yếu sinh lý và chế độ ăn uống. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa Nam học, ngoại tiết niệu, Bệnh viện E, Hà Nội cho hay, yếu sinh lý ở nam giới có liên quan tới thói quen sinh hoạt ăn uống. Một số loại thuốc điều trị cũng có thể gây ra rối loạn cương dương như thuốc điều trị tăng huyết áp, chống trầm cảm, thuốc ngủ, thuốc điều trị loét, ung thư tuyến tiền liệt. Trong thói quen sinh hoạt ăn uống, uống nước ngọt nhiều gây ra dư thừa năng lượng, nếu kéo dài sẽ dẫn tới thừa cân béo phì, ảnh hưởng tới khả năng tình dục và chất lượng tinh trùng. TSS bác sĩ Nghiêm Trung Hưng, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay thừa cân béo phì ở nam giới có liên quan tới khả năng quan hệ tình dục và làm cha. Một số nghiên cứu chứng minh rằng chỉ số BMI ở nam giới tăng có liên quan đến việc giảm nồng độ globulin liên kết với hormone giới tính, SHBG và testosterone, đồng thời liên quan với sự gia tăng nồng độ estrogen trong huyết tương. Giảm testosterone và tăng estrogen từ lâu đã có liên quan đến khả năng sinh sản và giảm số lượng tinh trùng. Bác sĩ Liên lưu ý để có sức khỏe tình dục tốt, nam giới cần có hoạt động thể dục thể thao, duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm nguy cơ tăng cholesterol, tăng huyết áp, đái tháo đường tai 2 cũng như các nguy cơ khác liên quan tới rối loạn cương dương.